Hội đồng thẩm phán bác kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải. Sau 3 ngày làm việc, chiều nay 8 tháng 5, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm kỳ án Hồ Duy Hải đưa ra phán quyết. Đúng 15 giờ 35, đại diện hội đồng thẩm phán bắt đầu đọc bản án. Ông Nguyễn Chí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao công bố quyết định giám đốc thẩm. Đủ cơ sở kết luận Hải có mặt tại hiện trường vụ án. Hội đồng thẩm phán nhận định quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng không có căn cứ khẳng định Hồ Duy Hải có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của nhiều người, trong đó có lời khai của Hải về việc đến bưu điện Cầu Voi dựng xe bên ngoài. Nhân chứng Đinh Vũ Thường cũng cho hay nhìn thấy chiếc xe này khi đến bưu điện để gọi điện về Cà Mau. Như vậy lời khai của Hải về việc sử dụng xe máy để đến hiện trường là phù hợp. Nhân chứng Đinh Vũ Thường còn khai nhìn thấy thanh niên ngồi trong bưu điện để tóc hai mái. Lời khai của Hải phù hợp với lời khai của một số người làm chứng về đặc điểm nhận dạng mái tóc của Hải. Trước khi gây án, Hải để tóc dài. Anh Thường cũng khai nhìn thấy thanh niên trong bưu điện mặc áo ngắn tay. Hải cũng khai mặc áo ngắn tay. Sau khi gây án đã mang áo đốt ở vườn, cơ quan điều tra thu giữ cho của chiếc áo này. Như vậy lời khai của Hải và những người khác là phù hợp, có căn cứ, hội đồng thẩm phán nhận định. Cũng theo hội đồng thẩm phán, lời khai của Hải còn phù hợp với lời khai người làm chứng khác, phù hợp với lời khai của chị Nguyễn Thị Kim Ngân. Chị Ngân khai nạn nhân của vụ án đến mua hoa quả và nói có người đưa tiền nên mua nhiều. Như vậy, đủ cơ sở kết luận Hải có mặt tại hiện trường vụ án. Do đó kháng nghị cho rằng không có nhân chứng, kết luận Hải không có mặt tại hiện trường là không đúng. Về khoảng thời gian xác định Hải có mặt tại hiện trường, theo lời khai của anh Thường, anh đến bưu điện Cầu Voi gọi điện lúc khoảng 20 giờ trở lại. Anh Thường thấy có một thanh niên ngồi trong bưu điện, cuộc gọi của anh Thường lúc 19 giờ 30. Như vậy, anh Thường phải có mặt trước đó làm thủ tục gọi điện. Đối với việc Hải khai đi cầm đồ, theo biên bản kiểm tra lời khai, Hải có mặt tại bưu điện lúc 19 giờ 30 phút. Lời khai này phù hợp với lời khai của anh Bình gửi xe ở bưu điện và anh Thường là người đến gọi điện. Cơ quan điều tra kết luận Hải có mặt ở bưu điện lúc 19 giờ 30 là có căn cứ. Do đó kháng nghị của Viện Kiểm sát là không có căn cứ. Đối với nội dung kháng nghị, Hải có những lời khai mâu thuẫn nhau và mâu thuẫn với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hội đồng thẩm phán cho rằng lời khai của Hải phù hợp với diễn biến tâm lý tội phạm. Ban đầu Hải khai dùng dao sát hại chị Hồng, sau đó lại khai đập đầu bị hại vào lavabo. Hải còn khai có việc khống chế chị Hồng để giao cấu. Ngoài ra, Hải còn thừa nhận không có sự ép cung, mớm cung. Hải nói cố tình khai giấu một số tình tiết, khai thêm một số tình tiết vì sợ mức án cao, không được gặp gia đình. Hội đồng thẩm phán nhận định lời khai của Hải phù hợp với bản án hiện trường, biên bản khám nghiệm hiện trường. Lời khai không hiếp dâm chị Hồng phù hợp với biên bản pháp y. Những tình tiết này chỉ người thực hiện hành vi mới biết, điều này khẳng định Hải có mặt tại hiện trường. Bản án giám đốc thẩm quy kết. Cũng có lời khai ban đầu, Hải đòi quan hệ với chị Hồng nhưng không thành, nên đã nảy sinh ý định sát hại nạn nhân. Tòa cho rằng những tình tiết đó chỉ có người thực hiện hành vi mới rõ như vậy. Tòa thấy không cần thiết hủy án để điều tra lại. Kháng nghị cho rằng mẫu tản cho thu giữ được mà cơ quan điều tra kết luận do Hải đốt áo là không có giá trị trong vụ án. Tuy nhiên, theo hội đồng thẩm phán, hồ sơ thể hiện biên bản hỏi cung, Hải khai đốt quần áo, thắt lưng sau khi gây án. Việc đốt áo ở nơi khác hiện trường vụ án, nếu không có lời khai của Hải thì không ai biết. Việc tiến hành thu giữ, mở rộng khám nghiệm hiện trường là cần thiết. Tại kết luận giám định, trong mẫu tàn tro có thành phần vải, kết luận này phù hợp với lời khai của Hải về việc đốt áo sau khi gây án. Điều này có giá trị chứng minh Hải có mặt tại hiện trường. Việc kháng nghị cho rằng mẫu tàn tro không có giá trị là không đúng. Cũng theo nhận định của hội đồng thẩm phán, lời khai của Hải sau khi giết hai nữ nhân viên bưu điện, lấy tiền, trang sức, căn cứ vào bản án khám nghiệm hiện trường, các dấu vết để lại trên chiếc ghế là do hành vi của Hải gây ra. Có cơ sở kết luận Hải đã chiếm đoạt các tài sản của bị hại, từ lời khai về địa điểm bán nữ trang của Hải, chủ cửa hàng điện thoại khai có mua điện thoại Nokia của bị hại, cho thấy chỉ người đi bán tài sản mới biết được địa điểm bán những tài sản này. Không cần thiết điều tra lại. Mặc dù cơ quan điều tra thiếu sót trong thu thập chứng cứ, song hội đồng thẩm phán thấy không làm thay đổi bản chất vụ án nên không cần thiết để điều tra lại hành vi này. Về dấu vân tay thu tại hiện trường, trong quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra đã thu giữ một số vân tay và truy nguyên nhưng không có kết quả. Theo hội đồng thẩm phán, mặc dù không thu được dấu vân tay, song căn cứ vào biên bản khám nghiệm hiện trường, đủ cơ sở xác định
Hải là người thực hiện hành vi phạm tội. Kháng nghị cho rằng một số biên bản nhận dạng không có người chứng kiến, một số biên bản ghi lời khai, hỏi cung có sự sửa chữa. Qua thẩm tra, hội đồng thấy đây là thiếu sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án nên không cần điều tra lại. Quá trình xem xét, đánh giá từng kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, hội đồng thẩm phán cũng kiến nghị cơ quan điều tra tỉnh Long An kiểm điểm nội dung liên quan tới sai sót. Về nội dung kháng nghị cho rằng, một số lời khai của nhân chứng không được đưa vào hồ sơ vụ án. Theo hội đồng thẩm phán, kiến nghị này là đúng, nhưng những sai sót này không làm thay đổi bản chất vụ án. Hội đồng thẩm phán đề nghị cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An tiến hành kiểm điểm làm rõ việc này. Một trong những vấn đề mà kháng nghị đưa ra được dư luận đặc biệt quan tâm là hai vật chứng được cơ quan điều tra yêu cầu nhân chứng trong vụ án mua rồi đưa vào hồ sơ. Theo hội đồng thẩm phán, việc mua dao là để nhận dạng, phục vụ điều tra, không phải là công cụ gây án. Hội đồng thẩm phán đưa ra thêm phân tích, ở những thời điểm quan trọng, Hồ Duy Hải luôn nhận tội. Lời nhận tội của bị cáo đã được các cơ quan tố tụng, từ sơ thẩm đến phúc thẩm và đoàn liên ngành thẩm định đánh giá. Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm kết án Hồ Duy Hải tội giết người, cướp tài sản là có căn cứ. Tòa các cấp xử phạt Hồ Duy Hải tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản là đúng quy định pháp luật, hội đồng thẩm phán nhận định. Theo hội đồng thẩm phán, dù quá trình điều tra xét xử còn một số thiếu sót, nhưng việc này không làm thay đổi bản chất vụ án. Bởi thế không cần thiết phải hủy các bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại, theo kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Hội đồng thẩm phán còn cho rằng quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là không đúng quy định pháp luật. Lý do được đưa ra là Chủ tịch nước đã có quyết định bác đơn xin ân giảm án tử hình của Hồ Duy Hải và quyết định này đang có hiệu lực pháp luật. Từ các lý lẽ trên, hội đồng thẩm phán kết luận không chấp nhận quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Trước đó trong buổi sáng, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao giữ nguyên quan điểm đề nghị hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xem xét hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm đã xét xử bị cáo Hồ Duy Hải về các tội giết người và cướp tài sản để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật. Cần khắc phục sai sót để bảo đảm giải quyết vụ án đúng pháp luật. Tuy nhiên, hội đồng thẩm phán thống nhất quan điểm rằng Hồ Duy Hải không bị ép cung, mớm cung, lời khai tổng cung phù hợp với chứng cứ khác như lời khai của các nhân chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nên xác định Hải phạm tội giết người, cướp tài sản là đúng. Chánh án Nguyễn Hòa Bình, chủ tọa phiên giám đốc thẩm, đã tiến hành lấy biểu quyết các thành viên trong hội đồng thẩm phán về 4 vấn đề. Thứ nhất, vụ án đã có những sai sót về tố tụng như đã nêu. Những sai sót đó có làm thay đổi bản chất vụ án hay không? Kết quả 17 trên 17 thành viên biểu quyết quá trình điều tra vụ án có những sai sót về tố tụng nhưng không thay đổi bản chất vụ án. Thứ hai, bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm kết án Hồ Duy Hải có đúng người, đúng tội, đúng mức án hay không? Kết quả 17 trên 7 thành viên biểu quyết các bản án xét xử Hồ Duy Hải là đúng người, đúng tội, đúng mức án. Thứ ba, quyết định số 639 QĐ-CTN ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm án tử hình của Hồ Duy Hải đang có hiệu lực. Như vậy, quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát có đúng pháp luật hay không? Kết quả 17 trên 17 thành viên biểu quyết không đúng pháp luật. Cuối cùng, hội đồng thẩm phán có chấp nhận kháng nghị hủy hai bản án phúc thẩm và sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung hay không chấp nhận kháng nghị. Kết quả 17 trên 17 thành viên biểu quyết không chấp nhận kháng nghị.